Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nha các bạn. Thì hôm nay Lợi nói về tìm N để N cộng 18 và N cộng 41 là số chính phương. Thì thứ nhất các bạn phải nhớ số chính phương là gì? Số chính phương là số được viết dưới dạng mũ 2. Hay nói cách khác đó là số là hai số tự nhiên giống nhau nhân lại. Hiểu chưa ạ? Ví dụ nè. Ví dụ 4 sẽ bằng 2 nhân 2 bằng 2 mũ 2. Ví dụ như 9 sẽ bằng 3 nhân 3 bằng 3 mũ 2. Hiểu chưa ạ? Vậy mình nói lại lần nữa, số chính phương là số tự nhiên được viết dưới dạng mũ 2. Được chưa? Vậy N cộng 18 và N cộng 41 là số chính phương, nên mình sẽ đặt N cộng 18 bằng K bình và N cộng 41 bằng A bình. Được chưa ạ? Vậy từ đây mình suy ra N sẽ bằng, chuyển vế đổi dấu, K bình chữ 18 và ở dưới N sẽ bằng A bình chữ 41. Hai thằng này đều bằng N, vậy các bạn cho vế phải của nó bằng nhau. Rồi suy ra K bình chữ 18 bằng A bình chữ 41. Sau đó các bạn chuyển cái A bình này qua đây và chuyển các bạn xin lỗi, ở đây mình bị viết sai các bạn. Ở đây đổi thành dấu trừ giúp Lợi. Đây là dấu trừ nha. Vậy đây là dấu trừ nè. Vậy chuyển này qua dấu cộng nè. Thì dấu cộng nè. Được chưa? Rồi, giờ mình chuyển A bình qua. Rồi, chuyển 18 này qua. Vậy 41 cộng 18. Vậy tương suy ra K bình trừ A bình bằng 59. Và các bạn phải khẳng định 59 này là số chính phương. Xin lỗi, số nguyên tố nha các bạn. Số nguyên tố. Nó là số nguyên tố. Số nguyên tố là số chỉ có hai ước, 1 và chính nó, các bạn nhớ giúp. Rồi, vậy suy ra cái này là hằng đẳng thức nè. A bình trừ B bình bằng A trừ B nhân A cộng B bằng, thì đây là số nguyên tố nên nó chỉ có hai ước, 1 và chính nó. Vậy mình sẽ có là 1 nhân 59 hoặc trừ 1 nhân trừ 59. Được chưa ạ? Vậy trường hợp 1, do K và A đều là số tự nhiên, K và A đều là số tự nhiên nên thằng K trừ A sẽ nhỏ hơn K cộng A. Vậy mình sẽ có K trừ A sẽ bằng 1 và K cộng A bằng 59. Rồi, đây là tổng nè, đây là hiệu nè. Các bạn nhớ là chương trình bài toán tổng hiệu, thì muốn tìm số hạng thứ nhất ta lấy tổng cộng hiệu tất cả chia 2, vậy là K bằng 59 cộng 1 là 60, 60 chia 2 là 30. Tương tự A là tổng trừ đi hiệu là 58 rồi chia 2 là ra 29. Được chưa ạ? Khi có K và có A thì các bạn thế vào lại. Các bạn thế vào để kiểm tra xem coi nó có đúng hay không nha các bạn. Thế K và thế A vào lại biểu thức trên đây để giải ra tìm N, xem coi N có phải là số tự nhiên hay không nha. Đó, ok chưa ạ? Tương tự trường hợp 2, K trừ A bằng trừ 1 và xin lỗi, do trừ 1 và trừ 59 thì trừ 59 lớn nhỏ hơn K bằng trừ cộng A bằng trừ 1. Ở đây các bạn có thể bấm máy tính ra kết quả cũng được, hoặc là các bạn giải phương pháp tổng hiệu. Được chưa ạ? Tìm ra K và tương tự các bạn cũng thế vào đây lại và giải tìm N, xem coi hai cái giá trị N này có trùng nhau hay không. Nếu trùng là ok, còn nếu không trùng là sai nha.
ví dụ mình thử một cái như nha, mình thử cái này đi, đây mình thử nha, đây, vậy mình sẽ tư suy ra n trực cộng 18 bằng n cộng 18 sẽ bằng 30 mũ 2 và n trừ 41 bằng 29 mũ 2. Rồi các bạn giải tìm n, nếu hai hàng này giống nhau thì ok là nhận, còn khác nhau thì các bạn loại. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi.